ra để phải để đi thằng đồng gì nhá. Chưa? Thì Hồng Phúc Việt chúng ta... À, con đến xin tất cả đến đây là ban tổ chức tạm thời dừng lên viếng. Để ngày mai ở đây chưa đi ạ? Không xếp hàng vào phương tục đó nữa. Không xếp hàng hết giờ đến giờ. Đề nghị bà con hết sức thông cảm, hiện nay ban tổ chức tạm thời dừng lễ viếng để ngày mai làm lễ truy điệu. Sao còn nói sống đâu? Ban tổ chức bây giờ để theo nguyện vọng của gia đình.